Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt biểu dương 150 em là con của liệt sĩ công an, con đỡ đầu Hội Phụ nữ công an, con nuôi công an xã, con cán bộ, chiến sĩ đạt giải quốc gia quốc tế năm học 2023-2024. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Trại hè yêu thương do Bộ Công an tổ chức nhân tháng hành động vì trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân, các tổ chức xã hội, chính quyền các cấp và nhân dân đã trực tiếp đỡ đầu, nhận nuôi và dạy hàng nghìn các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 12 cháu là con liệt sĩ công an, 12 cháu là con nuôi công an xã, 95 cháu là con đỡ đầu dự buổi gặp mặt ngày hôm nay. Đồng thời khen ngợi các cháu là con liệt sĩ, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu đạt thành tích quốc gia quốc tế bằng nghị lực và ý chí quyết tâm cao đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, đào tạo và chăm lo thế hệ trẻ. Đồng thời đề nghị các bộ, ban ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em với những mục tiêu rất cụ thể. Toàn xã hội phải chăm sóc trẻ em bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải được chăm lo chu đáo. Các cháu đến tuổi đều phải được đến trường đi học, từ nhà trẻ mẫu giáo, phải có chính sách đặc biệt với các cháu ở vùng dân tộc, tạo cái nguồn cán bộ để xây dựng quê hương mình. Với những các cháu đã được đào tạo chăm sóc, các cháu có hoàn cảnh khó khăn đều được chăm sóc, có chế độ khám chữa bệnh, chăm sóc điều trị các cháu bị những bệnh bẩm sinh, tàn tật và phải được chăm sóc chu đáo, bình đẳng. Mọi trẻ em đều phải được khuyến khích và phát triển tài năng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và phải lên án mọi hành động xâm hại, đe dọa, xâm phạm, bóc lột trẻ em. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan như Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có nguy cơ và bị xâm hại, chăm sóc đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chủ tịch nước đề nghị lực lượng công an, lực lượng quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Với những tình cảm thân thương và sự tin tưởng sâu sắc, tôi mong các cháu tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, ra sức phấn đấu, học tập rèn luyện, thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác Hồ, nuôi dưỡng những khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đạt được nhiều kết quả trong học tập, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao quà cho các em học sinh dù hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn nỗ lực vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong thời gian qua.